góp mặt tại triển lãm Việt Nam Medifarm Expo 2023, công ty cổ phần quốc tế Đông Dương Indochina International đã mang đến các sản phẩm, dịch vụ ưu việt như hệ thống lên men, công nghệ tách lọc, cô, tinh chế sinh dược phẩm, công nghệ đông khô và bảo quản sinh phẩm, nồi hấp, tủ ấm, tủ sấy, tủ an toàn sinh học, thành và hệ thống pha chế, máy đông ống và buồng vô trùng, hệ thống xử lý nước RO, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm chuẩn, tư vấn, thiết kế giải pháp tổng thể cho nhà máy sinh dược phẩm. Để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm tích hợp IoT cho phép giám sát, điều khiển các thiết bị qua smartphone, qua máy tính. Điều này thì mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng, như việc tăng cường hiệu quả của giám sát, giảm các chi phí về quản lý năng lượng. Đồng thời khách hàng cũng đưa ra các quyết định tốt hơn dựa trên các cái dữ liệu thực. Trải qua hơn 19 năm phát triển, Indochina International ngày càng lớn mạnh và trở thành đối tác đáng tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước trên các lĩnh vực như y tế, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, công nghệ sinh học, cơ điện tử.